Xin chào các bạn đến với Min Min Tarot. Mình ở đây để trả những trả bài chung liên quan đến vấn đề tình cảm và công việc dành cho các bạn. Đây là những trả bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và ngày hôm nay thì mình đem đến chủ đề đó là điều gì sẽ đến nếu như bạn buông bỏ. Thật ra buông bỏ ở đây thì có nhiều nghĩa lắm. Có thể bạn đó là quá khứ một mối quan hệ mà bạn bấy lâu nay vẫn còn bám víu chẳng hạn, hoặc đó là một cái công việc mà nó không còn phù hợp với bạn nữa. Đại loại đây đó là một cái sự buông bỏ. Chúng ta có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Điều gì sẽ đến nếu như bạn buông bỏ? Có thể là buông bỏ một ai đó, một tình yêu nào đó. Ok, và chúng ta sẽ đến với tụ bài đầu tiên nhá. Xin chào các bạn đến với tụ bài đầu tiên. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận được thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Ok, đầu tiên thì với cái câu hỏi đó là điều gì sẽ đến nếu như bạn buông bỏ, thì cái điều mà bạn cần phải buông bỏ ở đây á, thì nói chung là ở trong tụ bài này thì mình cảm giác là nó cũng có trong rất là nhiều vấn đề. Đó có thể là một mối quan hệ nào đó, một ai đó đã rời khỏi cuộc sống của các bạn. Thứ hai đó là có thể là nỗi sợ, đó là những nỗi sợ của các bạn. Đầu tiên thì mình thấy là bạn đã đứng ở trong cái hoàn cảnh, tức là bạn đã có thể là đã cố gắng hết sức để níu kéo cái thứ này. Mình không biết là cái gì nhá, mình chỉ tại vì với mỗi trường hợp thì là lại mỗi một bạn khác nhau, và cái tụ bài này thì nó cũng không nhất thiết là rõ ràng là cái vấn đề gì cả. Nhưng mà bạn đã đứng đấu tranh ở trong cái tình huống này rất là lâu rồi, có thể nó tính bằng năm, có thể là khoảng 1 năm rồi. Các bạn vẫn đứng ở trong cái nỗi sợ đó, và các bạn sợ hãi việc buông bỏ, hay là sợ hãi việc sẽ không tìm được điều gì đó tốt hơn những thứ mà các bạn đang có trong tay. Thực chất là có khi bạn cũng chẳng còn nữa đâu, nó đã vụt mất rồi, nhưng mà các bạn cố gắng níu kéo nó. Bạn nghĩ rằng là khi mà mình kiên nhẫn thì mình sẽ như thế này, khi mà mình yêu hết mình như thế này, mình như thế kia, nỗ lực cố gắng cho mối quan hệ này thì nó sẽ được như thế này, như thế khác. Nhưng cái mối quan hệ này hoặc là cái điều này á, nó cần phải kết thúc ở đây rồi. Và mình thấy là bạn hàng ngày hàng giờ có lẽ là đã từng rất là mệt mỏi, đã từng rất là khó khăn, nhưng mà các bạn cứ cố đấu tranh vì nó, và các bạn giống như là các bạn chống lại cái dòng chảy của vũ trụ. Các bạn nghĩ rằng là chỉ cần các bạn cố gắng thì các bạn sẽ có được thứ mà các bạn muốn. Nhưng mà thực chất thì chúng ta sẽ không biết được rằng là cái thứ mà chúng ta muốn đó nó có dẫn chúng ta đi đến cái con đường đúng đắn tốt đẹp hơn hay không. Chúng ta sẽ không có tầm nhìn của vũ trụ, hay là những cái kế hoạch cao hơn dành cho chúng ta. Và mình thấy ở đây á, đó là điều gì sẽ đến khi mà bạn buông bỏ những cái thứ này. Đó có thể là một tình huống nào đó nhá, hay là quá khứ, hay là bất kỳ cái gì đó. Đó là các bạn sẽ mở rộng ra được cho mình rất là nhiều cái sự lựa chọn khác, rất là nhiều cái sự lựa chọn mới được đem đến với bạn. Và mình thấy rằng là nếu như bạn còn chưa dứt ra được khỏi cái tình huống này, chưa buông bỏ được ấy, thì không sớm thì muộn bạn cũng sẽ phải buông bỏ. Bởi vì bánh xe số phận đã phay bánh xe số phận đã quay rồi, và nó sẽ chỉ đưa bạn đến những cái sự thay đổi, tiến lên phía trước thôi. Chứ các bạn sẽ không thể đứng mãi trong cái nỗi sợ hãi này, hay là cái sự lạc lối, cái sự bối rối, cái sự đau đớn nữa đâu. Và mình thấy là trong thời gian tới ấy, thì sẽ có những cái sự chữa lành được đem đến với bạn. Và các bạn biết không, cho dù bất kỳ điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của các bạn, thì cái thời điểm hiện tại có như thế nào đi chăng nữa thì các bạn đang ở đúng vị trí mà các bạn đang cần ở. Tức là các bạn đang đi đúng vào cái cuộc hành trình của mình rồi. Và tiếp theo nó diễn biến như thế nào thì gọi là nó sẽ đến và bạn sẽ phải đón nhận nó thôi. Và mình thấy ở đây á, đó là cái lá bài này nó nói về cái việc đó là đừng sợ hãi bất kỳ cái điều gì cả. Hãy đừng sợ hãi gì cả, và hãy bước đi những cái bước đi đầu tiên, hãy bước đi những cái bước đi về hướng đúng. Về hướng đúng ở đây đó chính là cái sự buông bỏ, cái sự tha thứ cho một ai đó hoặc cho chính bản thân bạn. Bước đi về hướng đúng, mặc dù là cái bước đi đầu tiên luôn luôn là khó khăn nhất, nhưng chỉ cần bước đi một bước về hướng đúng thì những cái bước tiếp theo chúng ta sẽ có thể đi đúng đường mà thôi. Và một điều nữa Đó là mình thấy là nếu như mà sau khi mà bạn buông bỏ xong á, buông bỏ cái điều này xong á, bạn sẽ tìm lại được cho mình cái niềm vui ở trong cuộc sống. Các bạn sẽ giống như là suy nghĩ một cách đơn giản hơn tất cả mọi thứ. Giống như những đứa trẻ nó không nghĩ nhiều đâu, nó rất là vui vẻ, rất là ngây thơ, tận hưởng cuộc sống. Mặc dù là chúng ta có những cái nỗi lo khác, nhưng mà ở đây hướng bạn cái việc đó là hãy hướng đến cái sự đơn giản nhất. Ok, và mình thấy ở đây một có trường hợp như này. Một, đó là có thể các bạn sẽ nhận được một cái tin nhắn, một cái thông báo hay là một cái tin tức nào đó đến với các bạn. Có thể thông qua điện thoại, thì email hay là tin nhắn. Và cái tin tức đó ấy, nó sẽ là một trong những cái động lực thúc đẩy bạn tiến lên phía trước. Ok, lá bài này nó không nói về cái việc đấy là có lẽ bạn đã rất là buồn bã khi một ai đó đã rời khỏi cuộc sống của bạn, hoặc là một điều gì đó mà các bạn mong muốn nhưng mà nó đã rời khỏi cuộc sống của các bạn. Thì thật ra thì mọi thứ nó sẽ luôn luôn có cái sự đền đáp trở lại. Đôi khi thì nó bằng và đôi khi thì nó còn hơn những cái thứ mà chúng ta đã mất khi mà các bạn không có được thứ mà các bạn muốn. Có nghĩa là có một kế hoạch khác, có một cái điều tốt đẹp khác đang chờ bạn ở phía trước. Ok, mình sẽ xem cái tin tức mà các bạn sắp nhận được ở đây nó là cái gì. Mình thấy là khi mà bạn chịu khó buông bỏ nó ấy, thì sẽ có một cái cơ hội mới, những cái sự lựa chọn mới đến trong cuộc sống. Đó có thể là những cái điều tốt đẹp hơn liên quan đến công việc, liên quan đến tình cảm chẳng hạn. By the book. Cái lá by the book này á, một lần nữa nó khẳng định cái lá bài này, đó là bạn đang ở chính xác cái vị trí mà đang cần phải ở. Bạn đang đi trên cuộc hành trình của đời mình. Hãy bước đi, hãy rời khỏi, hãy buông bỏ. Và cái điều gì, khi mà mình hỏi là cái điều gì nó chờ bạn, cái tin tức gì hay là một cái điều tốt đẹp gì nó đang chờ bạn ở phía trước. Bởi vì ở đây mình thấy rõ ràng đó là có một cái tin tức nào đó đến với bạn. Thì ở đây đó là nói về một trái kim trung thủy. Thì mình sẽ xem thêm nó là cái gì. Mình thấy là đó sẽ là cái sự giống như là những cái gì mà đam mê thực sự trong trái tim của bạn ấy, nó sẽ thôi thúc bạn. Bạn sẽ nhận ra được điều đó và giống như là bộc lộ nó với thế giới. Ok, đó là tụ bài đầu tiên. Chốt lại tụ bài này, điều gì sẽ đến khi mà bạn buông bỏ? Mình thấy có rất nhiều sự lựa chọn mới được đến với cuộc sống của các bạn. Và đó là những cái điều rất là tốt đẹp. Và các bạn sẽ tìm ra được cái điều thực sự trái tim bạn khao khát. Các bạn sẽ không phải gồng gánh trên bản thân mình những cái gậy như thế này, rất là mệt mỏi như thế này. Cũng không phải đứng lên đấu tranh hay là nói chung là chờ đợi trong cái nỗi tuyệt vọng. Thế là hãy buông bỏ, hãy tha thứ cho những người làm tổn thương bạn cũng như là chính mình. Xin chào các bạn, đến với tụ bài số 2. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận được thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với cái câu hỏi là điều gì sẽ đến nếu như bạn buông bỏ, thì như mình đã nói, buông bỏ đây có thể là bất kỳ vấn đề nào, bất kỳ điều gì, tùy vào trường hợp của mỗi người nha. Mình thấy là ở cái tụ bài này thì có thể nó sẽ liên quan nhiều đến phần công việc hơn. Đối với tụ bài này, thật ra mình cũng có cảm giác được là sẽ có những cái thú vị liên quan đến chuyện tình cảm trong thời điểm tiếp theo. Nhưng mà ok, mình sẽ phân tích đầu tiên nhé. Đó là có thể bạn là một cái người rất là có năng lực. Có thể là bạn có năng lực lãnh đạo này, bạn có năng lực, nói chung là bạn là một cái người rất là, nói thẳng ra là rất là giỏi trong công việc, được trọng dụng, có tài năng, có đam mê trong công việc. Tuy nhiên vì một cái vấn đề gì đó mà có thể cái tài năng hoặc là cái khả năng của bạn nó không được bộc lộ hết. Một là bị chơi xấu, hai là ghen tị, ba là giống như là bạn không được làm đúng hay là không được thể hiện đúng những cái thứ mà bạn có ở trong bản thân của bạn ra. Và nếu như mà bạn rời khỏi cái, đó có thể là một cái công việc cũ nhá. Nếu như bạn rời khỏi công việc cũ của bạn, công việc có thể thời điểm hiện tại, mình không khuyên các bạn bỏ việc, nhưng mà ý là nếu như nó không còn phù hợp với bạn nữa thì bạn nên xem xét. Đó là nếu như bạn let go, nếu như bạn buông bỏ, nếu như bạn rời khỏi thì cái điều gì sẽ đến? Mình thấy là bạn sẽ được làm đúng cái vị trí mà bạn mong muốn bấy lâu nay. Bạn sẽ giống như là các bạn có khả năng lãnh đạo. Hai lá bài này, các bạn có 2 lần 6 gậy cơ. Các bạn có khả năng lãnh đạo, làm việc, lãnh đạo những cái team, những cái group hay là những cái nhóm. Và mình thấy ở đây ấy, các bạn có rất là nhiều nội lực ở bên trong bản thân. Điều gì sẽ đến nếu như bạn buông bỏ? Mình thấy đó là rất là nhiều cái điều đáng chờ đợi ở phía trước. Một cái khởi đầu mới nó đang đến với cuộc sống của các bạn. Và nếu như bạn có những cái tổn thương với công việc cũ, ví dụ như là bị chơi xấu hay là gì đó chẳng hạn, hay là cái công việc cũ của bạn nó khiến bạn cảm thấy bị cô đơn, trống rỗng, thì mình thấy là sẽ có những cái sự chữa lành được đem đến với bạn. Và mình cảm giác được rằng là ở cái công việc mới ấy, bạn sẽ biến cái giấc mơ của bạn trở thành hiện thực. Các bạn sẽ có, nếu như mà ở cái công việc cũ hay là cái tình huống cũ nó không đem đến cho bạn cái sự dồi dào về mặt tài chính, bạn cảm thấy khá là khó khăn, cảm thấy không thể chi tiêu, nói chung là chi tiêu nó rè rèn các thứ, thì trong cái công việc mới này các bạn sẽ có được cái sự đầy đủ về mặt tiền bạc, tài chính rất là nhiều. Và hãy tập trung vào cái mục tiêu, hãy lắng nghe trực giác và trái tim của các bạn, rằng là nó thực sự khao khát cái điều gì, bạn thực sự khao khát cái điều gì để có thể đi đúng cái con đường đó. Nhưng mình thấy ở đây ấy, nếu như bạn buông bỏ sẽ có một khởi đầu mới mà nó sẽ trở thành một cái điều gì đó, trở thành một cái niềm đam mê lớn của bạn, và nó sẽ ngày càng phát triển hơn. Và đến lúc đó, đến cuối cùng bạn sẽ phải cảm ơn ngôi sao may mắn vì đã dẫn đường cho bạn. Thì mình thấy nếu như bạn chọn một cái môi trường mới đi, mình nói là môi trường mới đi, thì mình thấy là bạn có khả năng biến cái giấc mơ của bạn trở thành hiện thực. Bên cạnh đó, mình thấy là bạn còn tìm được người bạn đồng hành cho mình. Người bạn này thì họ ngang cơ với bạn, tức là bạn là một người có năng lực, họ cũng thế, và không những thế mà họ còn có cái sự ổn định về mặt tài chính rất là lớn. Và hai người giúp đỡ nhau, đồng hành với nhau trong một cái công việc nào đó, có thể là hùn vốn làm ăn hay gì đấy vân vân. Và mình thấy là cái mối quan hệ này nó cũng rất là tốt đẹp, nó cũng rất là hài hòa. Và theo mình cảm nhận đó là sẽ có những cái tin tức rất là vui vẻ, các bạn sẽ được ăn mừng trong cái thời điểm tiếp theo. Mình sẽ xem kỹ hơn nhé. Và cái lá bài này nó nói về cái việc đấy là hãy tập trung vào mục tiêu. Hãy biết được rằng là cái điều gì mà thực sự trái tim của bạn nó khao khát. Và các bạn biết không, các bạn có khả năng lãnh đạo, là nhà lãnh đạo. Và các bạn không những thế, bạn còn là ngọn hải đăng cho người khác. Tức là bạn sẽ dùng cái câu chuyện của bạn, hay là những cái gọi là bạn sẽ trở thành ngọn hải đăng dẫn đường cho người khác. Và cái lá này nó cũng nói về việc là đừng sống theo cái cách mà phải xoa dịu người khác, hay là phải ý là phải làm hài lòng hay chiều lòng người khác, khi mà những cái thứ mà bạn chiều lòng mọi người đó ấy, nó hoàn toàn trái ngược với những cái mong muốn, với những cái điều mà thực sự trong trái tim của các bạn. Hãy sống một cách mà để cho về sau bạn không có gì phải nuối tiếc cả. Và mình thấy ở đây bạn được dẫn đường nhá, bạn sẽ nhận được những dấu hiệu. Có thể khi mà bạn xem cái trải bài này của mình ấy, các bạn cũng không cảm thấy cần phải bỏ việc, hay là cần phải nhảy việc, hay là cần phải thay đổi ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà hãy cứ chờ xem mọi chuyện nó sẽ tiến triển như thế nào. Mình thấy đây nó sẽ có những cái sự bất ngờ diễn ra đấy. Yes. Và hãy tin tưởng vào khả năng của chính các bạn. Các bạn xứng đáng với một cái môi trường hay là một cái điều gì đó nó đúng với bản thân, với đam mê của các bạn hơn. Ok. Và chốt lại cái tụ bài này, cái điều gì sẽ đến khi nếu như bạn buông bỏ, thì ở đây mình thấy là nó có thể liên quan nhiều đến vấn đề công việc hơn nhé. Đó là bạn sẽ được làm những cái điều mà các bạn thực sự khao khát, thực sự mong muốn đối với công việc của bản thân hay là trong cuộc sống của bạn. Và có rất là nhiều điều đáng chờ đợi ở phía trước. Các bạn được dẫn đường và mình thấy ở đây nó hứa hẹn một cái thành công mới, một cái thành công rất là tốt đẹp. Tức là không những bạn đem thành công cho bản thân bạn đâu, mà còn đem đến thành công cho những người khác, những người có thể là chung team với bạn, hay cái công ty, hay là cái đại loại là cái dự án mà bạn đảm nhận. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ tìm được một người bạn đồng hành trong công việc, ít nhất là thời điểm hiện tại là 2 người sẽ làm bạn trước, và người này sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều. Và cái mối quan hệ này á, 2 người sẽ hỗ trợ nhau trên cái cuộc hành trình tiếp theo. Ok, đó là tụ bài số 2. À, nói một chút nha, đây có người thuộc cung khí và bình thiên, mình song tử, cung đất, market kim, sử nữ. Nói chung là có cả các cung trừ cung lửa nha. Ok, chúng ta đến với tụ bài số 3. Đến với tụ bài số 3, đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất, và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận được thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với cái câu hỏi đó là cái điều gì nó sẽ đến nếu như bạn buông bỏ, thì buông bỏ đây có rất là nhiều cái sự buông bỏ. Buông bỏ có thể là một quá khứ, một nỗi sợ, một mối quan hệ, một công việc, hay bất kỳ điều gì, một tình huống nào đó mà các bạn cần phải rời đi chẳng hạn. Thì ở đây mình thấy là bạn đã từng, hoặc là nói chung là bạn đã từng hoặc là đang trải qua những cái giai đoạn khó khăn, đã trải qua những cái giai đoạn khó khăn và vô cùng đau khổ. Nó có thể là trong bất kỳ vấn đề gì, nhưng có thể liên quan đến cảm xúc, tình cảm. Bạn đã rất là đau đớn và cũng đấu tranh rất là nhiều. Có những cái sự đổ vỡ ở đây, có những cái sự thay đổi lớn ở đây, rất nhiều lá số 5. Và có thể là thời điểm hiện tại có thể là bạn nhìn thấy rất là nhiều những cái con số lặp, ví dụ như là 555 là cực kỳ mạnh mẽ nhá. Bởi vì ở đây mình thấy là sẽ có những cái sự thay đổi rất là lớn đến với cuộc sống của các bạn. Thì cái sự kiện đó nó xảy ra trong cuộc sống, nó khiến cho bạn cảm thấy vô cùng đau đớn, cảm thấy vô cùng thất vọng, mệt mỏi. Nói chung là 10 kiếm là đến tột đỉnh của cái sự chạm đáy nỗi đau rồi, không có gì để đau hơn nữa rồi. Và bạn biết không, cái điều mà nó đến với các bạn ấy là giống như là nó giống như một cái lời gọi, lời đánh thức các bạn tỉnh lại sau những cái giống như là có thể bạn sẽ có một cái sự thức tỉnh ở đây, tỉnh lại sau những cái mà các bạn bấy lâu nay các bạn chưa nhận thức được. Thì cái sự kiện hay cái điều đó nó đến với cuộc sống của các bạn, nó khiến cho bạn đau khổ, cảm thấy bị bơ vơ, lẻ loi, cảm thấy đau đớn, gánh nặng. Nói chung là những cái gì mà khó khăn nhất, đau đớn nhất thì mình cũng đã thấy ở đây rồi. Và nó đến, nó là cái sự kiện để wake up call, nó là cái tiếng gọi để đánh thức bạn, kết nối lại với trực giác, với bên trong của bản thân bạn. Và các bạn ở đây có một điều đặc biệt, đấy là các bạn có 2 lá liên quan đến Gaia. Gaia ở đây á, nó nói về cái là mẹ trái đất Gaia, mẹ trái đất Gaia. Thì mình thấy có thể là bạn có một cái sứ mệnh. Nói từ sứ mệnh thì nghe hơi cao cả, nhưng mà có thể là bạn có một cái điều gì đó nó liên quan nhiều đến thiên nhiên. Có thể là sau cái sự kiện này nó xảy ra trong cuộc sống của các bạn ấy, các bạn bắt đầu chú ý hơn đến bản thân, với cái kết nối bên trong. Và khi mà bạn kết nối với bên trong của bạn ấy, bạn đột nhiên tìm ra được một cái điều rất là kỳ lạ trong bản thân của các bạn. Mình nghĩ là cái tụ bài này nó sẽ không đúng với nhiều bạn đâu, bởi vì các bạn ở đây có tận 2 lá Gaia. Thì có thể là các bạn có một kết nối rất là mạnh mẽ với thiên nhiên này. Có thể các bạn thích đi du lịch đến những nơi thiên nhiên. Và cái lá bài này nó nói về cái việc đấy là đây là cái lá bài mạnh nhất trong cái bộ bài Gaia Oracle này. Và nó nói về cái việc đấy là có một cái sự thức tỉnh về tâm linh, về kiến thức. Thì có thể là bạn sau cái sự kiện này nó xảy ra, nó đánh thức bản thân bạn, bạn chuyển hướng, đi tìm hiểu. Thay vì tập trung vào một điều gì đó tình yêu hay là những cái thứ khác thì bạn lại tập trung vào làm thế nào để mà sống, trước tiên là sống xanh sạch đẹp trước, là gần gũi với thiên nhiên nhất và giống như là bảo vệ môi trường các thứ, thì các bạn nhận ra là các bạn có một cái điều gì đó rất là đặc biệt kết nối với trái đất. Và cái lá bài này nói về cái việc đấy là các bạn có sứ mệnh để mà truyền tải những cái năng lượng cũng như là những cái điều tốt đẹp, giống như là cái ngọn hải đăng là cái dẫn đường cho mọi người để cùng hướng về cái lối sống đẹp nhất, bảo vệ trái đất cũng như là kết nối với trái đất thiên nhiên. Có thể bạn là một trong những cái người mà ví dụ như là trong cái vụ cháy rừng vừa rồi ở Úc chẳng hạn, các bạn sẽ là một trong những cái người mà kêu gọi để quyên góp hay gì đó chẳng hạn. Thì mình thấy là sau cái sự kiện này, tức là sau khi mà các bạn buông bỏ được những cái nỗi đau đớn này, các bạn sẽ tìm thấy chính mình. Và mình thấy là bạn đã tìm thấy rồi đấy. Và thời điểm hiện tại bạn đã sẵn sàng, cũng như là nếu như mà chưa xác định được mục tiêu ấy, thì thời điểm tiếp theo các bạn sẽ xác định được mục tiêu cho bản thân. Tuy nhiên thì mình thấy ở đây là cái con đường mà bạn đang đi nó có thể sẽ không dễ dàng. Có thể là các bạn sẽ không thể nhìn thấy được cái tương lai ở phía trước, hay là một cái kết quả gì đó rõ ràng. Nhưng ở đây hãy giữ vững tinh thần và xốc lại tinh thần, thắt dây an toàn, tiến lên phía trước. Các bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ cũng như là cái sự may mắn. Ở đây mình cảm giác được rằng là cái công việc hoặc là cái cuộc sống của các bạn sắp tới nó sẽ có, khi mà bạn buông bỏ được những cái nỗi đau này và tìm thấy được cái điều thực sự mà bạn mong muốn ấy, có thể bạn sẽ trở thành một blogger mà kiểu đi du lịch ấy, chuyên đi du lịch, hay là nói chung là bạn sẽ có cái cuộc sống hay là có cái rất là nhiều chuyến đi trong cuộc đời của bạn, trong hành trình của bạn. Và lá bài này nó nói về cái việc đấy là sẽ có những cái tin tức rất là mới, vui vẻ, có một cái kết quả rất là lạc quan. Những cái thứ lạc quan nó đang đến với cuộc sống của các bạn rồi, và cả những cái điều may mắn hỗ trợ bạn nữa. Và ok, mình thấy là có thể sẽ liên quan nhiều đến cái sự di chuyển ở đây, di chuyển rất là nhiều nơi ở đây. Mình thấy là bạn đã trải qua những cái điều vô cùng là đau đớn, mệt mỏi, nên là hãy buông bỏ cũng như là chữa lành những cái quá khứ đó, những cái tổn thương đó cho bản thân của mình đã. Thì như thế bạn mới, lúc trước là bạn bị mất kết nối với bản thân này, bạn bị mất kết nối với cái tiếng nói bên trong, nó hướng dẫn bạn cái gì bạn chả nghe được, thành ra bạn cứ hành động một cách gọi là chả có chủ đích mà không có mục đích gì hết. Nó mới dẫn đến cái tình trạng 10 kiếm rồi 5 kiếm ở đây, rồi có cả 10 gậy. Nói chung là, và mình thấy cuộc sống của bạn ấy, nó sẽ thay đổi ngoắt 180 độ đấy. Rất nhiều sự thay đổi mạnh ở đây. Rất nhiều lá số 5. Rồi, 4 lá số 5. 1, 2, 3, 4. Gai A cũng là lá số 5. Bạn có 2 lá gai A. Mình thấy là sau khi mà bạn buông bỏ được ấy, thì bạn sẽ có một cuộc hành trình mới, khởi đầu một cái cuộc hành trình mới rất khác so với những gì mà các bạn đã trải qua suốt bấy lâu nay. Và các bạn sẽ có một cái tầm nhìn khác, một cái tầm nhìn xa hơn, trông rộng hơn. Ok, và hãy giữ vững cái quyết tâm của mình. Cái thành quả trên đỉnh núi ấy, nó sẽ cực kỳ là tuyệt vời và rực rỡ, tức là nó xứng đáng so với những cái gì mà các bạn đã trải qua, đã giống như là đã mạnh mẽ vượt qua. Và lá bài này thì nó nói về cái việc đó là hãy chuyển đổi cái năng lượng của bạn sang một cái những cái điều mà hoàn toàn khác so với trước đây. Ok, đó là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn lắng nghe, nhấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.